Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz. Mấy ngày hôm qua thì cộng đồng mạng đang xôn xao quan tâm về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh là một trong những ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, rất là nhiều người hâm mộ, trong đó có Phương Văn. Thì hôm nay những cái thông tin mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có động thái gây chú ý đối với vợ cũ là một đại gia, một người vợ cũ lớn tuổi. Sau khi lộ rõ mối quan hệ ly hôn với người vợ cũ 68 tuổi, thì trong thời gian vừa qua cộng đồng mạng cũng như là báo chí đã tốn rất là nhiều giấy mực về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì hôm nay được cộng đồng mạng một phen là khơi lại câu chuyện này. Động thái mới đây của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dưới bài đăng bầu xô liên phạm phần nào giải đáp được câu hỏi về mối quan hệ giữa hai bên sau khi ly hôn. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Kể từ khi thông tin âm thầm kết hôn và ly hôn đã lộ ra trong thời gian trước, thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lẫn bầu xô liên phạm chưa có một cái phát ngôn nào chính thức về vụ việc này. Cả hai vẫn thường xuyên chạm mặt nhau khi ca sĩ sang Mỹ chạy xô. Không thể phủ nhận rằng chính bầu xô liên phạm là người có ảnh hưởng rất lớn trong việc tạo dựng hình ảnh tên tuổi, đất diễn cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở hải ngoại. Nhìn cách họ vô tư gặp gỡ, thậm chí còn chụp ảnh chung, đăng bài về nhau sau khi ly hôn, cộng đồng mạng không khỏi bàn tán, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi mối quan hệ của cặp đôi này như thế nào, sau khi ly hôn họ vẫn làm bạn của nhau. Mới đây thì anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có câu trả lời gián tiếp cho khán giả về vấn đề này. Cụ thể, vừa qua, bầu xô liên phạm chia sẻ bài đăng khá dài về chúc mừng sinh nhật mẹ ruột của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay dưới lời bình luận thì nam ca sĩ đã để lại những lời nhắn nhủ đầy thân mật: Happy birthday má bo, thương chúc má luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ. Chỉ một động thái nhỏ này của giọng ca xin lỗi tình yêu cũng đủ cho thấy mối quan hệ giữa anh và vợ cũ khá thân thiết. Dù đã không còn ở bên nhau với danh nghĩa là vợ chồng, cặp đôi vẫn cư xử văn minh, xem nhau như bạn bè. Cách xưng hô trên phần nào khẳng định Đàm Vĩnh Hưng giữ mối quan hệ đẹp với gia đình của bầu xô liên phạm. Về phía cộng đồng mạng, bên cạnh những lời khen ngợi cách cư xử văn minh, nhiều người để lại mỉa mai mối quan hệ giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bà liên phạm. Khoảng cách tuổi tác, địa lý giữa hai người khiến đám đông hoài nghi, uẩn khuất sau cuộc tình của họ. Trước đó thì trong cuộc phỏng vấn với báo Dân Chí Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề cập đến thông tin đã ly dị vợ. Nam ca sĩ cũng cho biết từng đối diện rất nhiều tin đồn, luôn là tâm điểm bàn tán. Tuy nhiên, anh không muốn giải thích nhiều, chỉ là trả lời bâng quơ. Sao cũng được, miễn sao một mình tôi biết là đủ. Tôi thích được là người bí mật và luôn luôn khó đoán. Và bên cạnh đó thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng là nóng mặt, bị hiểu nhầm suốt mấy chục năm làm nghề tiết lộ uẩn khúc phía sau. Trên trang cá nhân của mình, anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây chia sẻ điều khiến mình cũng như là khán giả hiểu nhầm. Trong suốt mấy chục năm qua, nhiều người đã hiểu nhầm anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như thế nào. Theo anh chia sẻ, từ bấy lâu nay vẫn được mệnh danh là ông hoàng nhạc Việt. Khán giả đã quá dò đổi quen thuộc với xưng danh này của nam ca sĩ, nhưng cùng với đó cũng là phiền toái. Từng có những thời điểm biệt danh là đưa ra để mỉa mai chế giễu Đàm Vĩnh Hưng, không biết lượng sức mình, ảo tưởng. Thế nhưng có lẽ không ai biết ông hoàng nhạc Việt từ đâu mà có. Vì tại sao được đặt cho Đàm Vĩnh Hưng, liệu có phải do anh tự phong hay không? Thì tối ngày 7 tháng 4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã chia sẻ video nói về xưng danh này. Ông hoàng nhạc Việt cho hay nam ca sĩ đã tỏ ra khá chán nản khi nhiều lần giải thích nhưng vẫn bị mọi người hiểu nhầm. Anh viết, giải thích lần thứ N rồi nhưng có vẻ vẫn nhiều người không chịu hiểu. Tôi không tự vỗ ngực xưng tên đâu, tôi không đặt để bản thân mình thành ông hoàng bà chúa nào cả.
tôi chỉ muốn là nghệ sĩ của mọi người, mọi nhà, hát cho đến khi mình còn có thể. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giải thích cặn kẽ nguồn cơn có danh xưng ông Hoàng Nhạc Việt. Theo đó, năm 2007, Mr. Đàm tổ chức show Thương Hoài Ngàn Năm, diễn các ca khúc nhạc xưa. Sau lần đó, anh được xem như là người có công giúp cho Bolero hồi sinh tại Việt Nam. Thời điểm đó, nam ca sĩ vốn đang ở đỉnh cao, ghi dấu ấn với rất nhiều ca khúc nhạc trẻ, lại càng gây chú ý hơn. Theo báo chí, người trong nghề đánh giá rất cao về show của Đàm Vĩnh Hưng, một bài báo cáo tiêu đề Quý ông Nhạc Việt đã xuất hiện. Từ đây, những câu từ danh xưng bắt đầu được tìm để tránh trùng lập ông Hoàng Nhạc Việt ra đời. Đến bây giờ, Mr. Đàm vẫn không biết ai là người đầu tiên dùng biệt danh trên để đặt cho anh. Chắc họ thấy trước năm 1975 có ông vua, đĩa nhạc, hoàng đế Bolero v.v. Cuối cùng họ tự nghĩ ra ông Hoàng Nhạc Việt. Vì mình chuyên hát nhạc Việt thôi mà, hát cũng khá ổn, Hưng hát đủ loại trên đời. Họ thấy Hưng có khả năng hát tất cả thể loại nhạc đó nên đặt cho một cái xưng danh đó. Nếu anh chị báo chí nào đã gọi Hưng bằng danh xưng đó, làm ơn hãy cho Hưng biết. Đây là lần thứ N Hưng giải thích về chuyện này rồi. Hưng khẳng định lại một lần nữa, Hưng không tự xưng danh mà gọi mình là ông Hoàng Nhạc Việt, mà cái tên đó là một quý vị khán giả hoặc nhà báo chí nào đó đặt cho anh. Và tới ngày hôm nay thì anh cũng không hiểu cái người đầu tiên mà đặt cho anh cái xưng danh đó là ai. Nếu ai là người đầu tiên đặt cho anh cái tên xưng danh đó thì hãy cho anh biết. Dưới phần bình luận thì nhiều người hâm mộ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng động viên tinh thần thần tượng của mình. Họ cho biết dù biệt danh của anh là gì, có phải là ông nhà vàng Nhạc Việt hay không, hay là không quan trọng, hay là một cái tên nào đó không quan trọng, nhưng họ nghe những cái tâm tình, những cái chia sẻ, những cái lời ca tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng là đủ để cho họ trở thành thần tượng. Điều mà công chúng nhìn vào giọng hát của anh trên sân khấu, bên cạnh đó còn nhiều lời khuyên Đàm Vĩnh Hưng không cần quan tâm về lời dị nghị của những người không thích mình. Kính thưa quý vị khán giả, trong giới nghệ sĩ chắc có lẽ là chúng ta biết họ rất là nổi tiếng, nhưng đâu đó bên cạnh họ cũng lắm thị phi. Đôi khi ví như là làm dâu trăm họ, đâu có thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Ví dụ như một bản nhạc 1.000 người thích, nhưng trong đó cũng có vài trăm người không thích. Cái điều đó là hiển nhiên, nhưng họ là nghệ sĩ thì họ luôn hát bằng hết cái tâm, cái sức của mình để phục vụ khán giả và đồng thời thỏa mãn lòng đam mê của một người nghệ sĩ, đem lời ca tiếng hát giúp cho đời thêm vui vẻ cũng như là thăng hoa trong cuộc sống này. Xin chia sẻ một chút cảm nghĩ của Phương Văn về những dòng nhạc trữ tình. Phương Văn thì rất thích dòng nhạc trữ tình qua rất là nhiều ca sĩ hát. Tuy nhiên, đâu đó thì chúng ta cũng cảm thấy một người nghệ sĩ nào đó chúng ta thường nghe, thích nghe, đặc biệt là anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, giọng anh rất là lạ so với những nghệ sĩ khác. Phương Văn cũng là một trong những fan hâm mộ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó thì nhiều anh em ca sĩ khác, nói chung lại là dòng nhạc trữ tình Bolero là luôn đi sâu vào lòng người, cũng như Phương Văn thường nghe, thường cảm thấy là mình thấm vào những câu từ, và đôi khi trong khung cảnh buồn hay là vui, hay có những lúc trầm buồn khi mà nghe nhạc, cảm thấy trong lòng mình vơi đi một chút nỗi niềm gì đó. Kính thưa quý vị khán giả, âm nhạc cũng là một cái điều mà làm cho chúng ta quên đi sầu muộn, cũng như là chúng ta gửi gắm những cái tâm tình của mình vào trong những lời ca tiếng hát, qua những ca từ mà nhạc sĩ và ca sĩ đã giúp cho tâm hồn của chúng ta bay bổng theo từng nốt nhạc, cũng như là từng những lời, những câu từ mà tất cả những ca sĩ đã thể hiện. Thôi thì chúng ta hãy chọn cho mình dòng nhạc hoặc là ca sĩ để chúng ta đôi khi vui buồn thăng trầm trong cuộc sống, lấy âm nhạc làm một cái điểm tựa tinh thần để chúng ta góp sức vượt qua trong giai đoạn khó khăn cũng như là trong cuộc sống đời thường. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức Showbiz Việt. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.